Để tôi hỏi bạn nhé, một ngày của bạn sẽ như thế nào? Nếu câu trả lời của bạn là ôi ngày hôm nay của tôi căng thẳng lắm hoặc là mệt mỏi lắm thì có thể là bạn vẫn khá là giống nhiều người khác và tôi nghĩ là điều đó cũng là bình thường thôi. À, có nhiều bạn luôn luôn trong tình trạng căng thẳng một à, hoặc là một deadline hoặc là cuộc đời của chúng ta nhiều khi là giống như à, đi từ một cuộc khủng hoảng này đến một cuộc khủng hoảng khác mà không tài nào thoát ra nổi. Uh, và có rất nhiều người biết là chúng ta đang có một số lỗi trong việc quản trị thời gian Nhưng chúng ta không biết được thế nào đâu là lỗi của mình Và không biết được cách xác định được những lỗi trong quản trị thời gian Nếu chúng ta cải thiện đến những lỗi đó Thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để làm được những việc mình muốn uh, Năng suất công việc cũng sẽ tăng nhiều hơn Và tóm lại chúng ta có một cuộc đời hạnh phúc hơn Và trong bài học ngày hôm nay tôi sẽ chỉ ra cho các bạn 6 lỗi thường gặp trong việc quản trị thời gian không hiệu quả. Và mỗi bài học chúng ta sẽ cùng phân tích các lỗi này và cũng như đưa ra những giải pháp và bài học hiệu quả để các bạn có thể cải thiện được những lỗi đó. Lỗi đầu tiên đó là không có mục tiêu và kế hoạch cụ thể. Bạn hãy tưởng tượng như khi bạn đang đi trên một con đường nhưng bạn không hề biết là đích đến ở đâu. Bạn cũng không biết là bạn đang đi trên con đường nào. Thì rõ ràng bạn có mất một năm, hai năm hay cả đời bạn đi nữa đi trên con đường đó thì rõ ràng chúng ta cũng không đến được đến đích. Trong cuộc sống của bạn cũng như vậy. Nếu bạn đang làm việc tưởng chừng như là rất chăm chỉ nhưng chúng ta không biết chúng ta đang làm vì cái gì, làm với mục đích nào hoặc là kiểm soát được các kế hoạch của bản thân mình thì chúng ta có làm việc nữa, làm việc mãi thì cũng không thể đạt được thành công. Và đó là một trong những lỗi phổ biến nhất trong quản trị thời gian. Lỗi thứ hai đó là không biết cách ưu tiên các công việc Một ngày của bạn ập tới rất nhiều các công việc khác nhau Ví dụ như uh, sếp có thể giao cho bạn 5 công việc một buổi sáng, 5 công việc một buổi chiều Và deadline công việc nào thì cũng góp như nhau Vậy là một ngày bạn đã, đã có đến 10 công việc rồi Ngoài ra bạn còn rất nhiều các công việc khác của bản thân mình nữa Còn rất nhiều các dự án phát triển cá nhân nữa Nhưng nhiều khi do chúng ta không biết cách ưu tiên công việc Thì những kế hoạch phát triển bản thân những dự định vô hình đã tan biến và động lại cho chúng ta chỉ là những sự căng thẳng mệt mỏi không đáng có và chúng ta dường như là đang vươn ra để giải quyết các công việc nhưng mà không thể giải quyết nổi nếu chúng ta biết cách ưu tiên các công việc vị nào trước việc nào sau thì hoàn toàn chúng ta có thể giải quyết được những việc đó và vẫn đạt được những công việc của mình mong muốn lỗi thứ ba đó là chúng ta không tập trung và bạn cũng hãy tưởng tượng xem khi bạn đang ngồi làm việc khi người ngoài đang nhìn bạn làm việc thì trông như là rất đang chăm chú rất là tập trung nhưng biết đâu được rằng trong đầu óc bạn lúc đấy đang như là người đang đi trên mây vậy đang nghĩ đến hết thứ này đến thứ khác có thể bạn đang nghĩ đến kỳ nghỉ rất là hứng thú mà bạn sắp được tham dự hoặc là một chương trình gì đó mà bạn đang cũng sắp sửa tham gia hoặc là bạn đang nghĩ là cuối tuần này thì mình đã làm gì nhỉ rất nhiều các suy nghĩ trong đầu và bạn À, không thể tập trung vào thực sự công việc của bạn đang làm được và đó cũng là một trong những lỗi rất nhiều người hay mắc phải và nếu mà chúng ta để duy trì tình trạng như vậy thì rõ ràng à, chúng ta có thể ngồi làm việc cả ngày đi chăng nữa nhưng mà à, đến cuối ngày chúng ta vẫn đang để đầu óc chúng ta ở đâu vậy Và không thể hoàn thành được công việc của mình mong muốn lỗi tiếp theo đó là trì hoãn bạn biết là deadline của công việc này vào cuối tuần rồi với một học sinh sinh viên thì bạn biết là sắp đến kỳ kiểm tra rồi nhưng tại sao chúng ta vẫn chưa thực sự bắt đầu vào công việc chúng ta vẫn nghĩ rằng còn ngày mai ngày kia ngày kia nữa cơ mà và suy nghĩ đấy cứ cứ tồn tại mãi và chúng ta thực sự không thực sự bắt tay vào công việc và đó gọi là trì hoãn và chúng ta cứ trì hoãn nước đến chân đến bụng hoặc đến cổ mới bắt đầu nhảy thì rõ ràng không thể bao giờ hoàn thành được công việc và kết quả công việc dường như là rất là tồi tệ đúng không nào? Lỗi tiếp theo đó là bạn làm quá nhiều thứ cùng một lúc. Bạn đang ngồi làm việc nhưng mà hãy kiểm tra các tab máy tính của bạn xem ờ, có một tab thì bạn đang kiểm tra email, một tab khác thì bạn đang xem một bộ phim mà bạn yêu thích. Trong cùng lúc đó thì bạn lại đang nghe điện thoại và nghe điện thoại xong thì bạn lại quay ra nói chuyện với đồng nghiệp. Thì từ đó bạn có thể làm được các công việc hiệu quả không? Tôi nghĩ câu trả lời là không làm sao để bạn có thể tập trung vừa tập trung nhưng mà lại làm các công việc một cách hiệu quả thì chúng ta sẽ cùng giải quyết giải quyết và lỗi cuối cùng đó chính là không biết cách nghỉ ngơi các bạn đừng nhầm lẫn giữa sự chăm chỉ và sự hiệu quả hai điều này không nhất thiết đi cùng với nhau chăm chỉ có nghĩa là bạn làm uh, với một nỗ lực hết sức cao hoặc là làm rất trong thời gian rất là dài nhưng không có nghĩa là chúng ta đạt được hiệu quả cao nếu chúng ta dành rất nhiều công sức và thời gian. Hoặc nhiều bạn làm việc cả ngày đến nỗi không có thời gian ngủ, không có thời gian nghỉ cũng như không có thời gian để làm những công việc khác nữa. Thì rõ ràng năng suất công việc của bạn chưa thể cao được. Nhiều khi bạn dành ra thời gian nghỉ là một bí quyết để bạn có thể sắp xếp lại các công việc và để thành công hơn. Và nói tóm lại, đâu là 6 lỗi khi trong quản trị thời gian? Đầu tiên đó là không có mục tiêu và kế hoạch cụ thể. Thứ hai là chúng ta không biết cách ưu tiên. Thứ ba, đó là sự không tập trung. Thứ tư là sự trì hoãn. Thứ năm là làm quá nhiều thứ cùng một lúc. Và cuối cùng, đó là chúng ta không biết cách nghỉ ngơi. Từng bài học chúng ta sẽ đi qua các lỗi này và và tôi sẽ đưa ra các công cụ cũng như các giải pháp để các bạn giải quyết được những lỗi đó và để trở thành một con người quản trị thời gian tốt hơn cũng như thành công hơn trong cuộc sống